Ngày 7, Đức Mẹ bầu cử cho ta trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa giê -xu đã đặt Đức Mẹ làm mẹ bầu cử cho ta khi người hấp hối trên thánh giá. Đức Mẹ hàng bầu cử cho mọi người chẳng từ bỏ ai, dù tội lỗi. Người sẵn lòng xin cho người ta mọi ơn phần hồn, phần xác, miễn là người ta biết chạy đến kêu xin người bầu cử. Đức Mẹ nói cùng Thánh Brigitta rằng chẳng ai ở thế gian dù vô phúc thế nào mà mẹ chẳng thương yêu nâng đỡ. Người xin ơn sám hối cho những tội nhân, Người xin ơn an ủi cho người khổ cực. Người xin ơn mạnh sức cho kẻ giao chiến. Người xin ơn vững vàng cho kẻ nhân đức. Người xin ơn cho mọi người, cậy trong kho vô tận của công nghiệp Chúa Giêsu, con người. Nhớ đến những đau khổ của mình đã chịu, nhớ đến những giọt máu cuối cùng của mình đã phải đổ ra. Nhớ đến cái chết khổ nhục của mình trên thánh giá, lẽ nào Chúa Giêsu chẳng ban ơn cho người được Đức Mẹ bầu cử. Đức Mẹ bầu cử cho ta nhất là khi ta hấp hối trên giường bệnh. Giờ chết là giờ nguy hiểm nhất, là giờ giao tranh ác liệt giữa linh hồn và thần dữ. Thần dữ lợi dụng lúc ta yếu liệt tìm cách lôi ta theo chúng, nhưng lúc đó cũng là giờ đức mẹ săn sóc ta hơn hết. Người hằng ở bên giường ta để khuyên nhủ, an ủi, nâng đỡ ta trước những cám dỗ của thần dữ. Đức mẹ lại bầu cử cho ta trong giờ chúa xét xử ta. Người bảo bà thánh ghê chu đê rằng, mẹ nâng đỡ người ta trong lúc sống, mẹ binh vực họ trong giờ chúa xét xử. Lại mẹ Maria là mẹ nhân ái, mẹ là đấng bầu chữa chúng con xin mẹ giúp chúng con, khi sống được làm tôi chúa cho xứng đáng, lúc chết được chết lành trong tay mẹ. Lại xin mẹ binh vực chúng con trước tòa chúa xét xử, để chúng con được hưởng hạnh phúc cùng mẹ đời đời. Thánh tích, hoàng đế nước Anh đem quân chinh phục nước Pháp, hoàng hậu cũng theo vua đi dự chiến. Hoàng đế hạ lệnh bao vây thành Calessio, dân làng ấy phản kháng mãnh liệt, cuộc bao vây kéo dài. Vì cạn lương thực, viên chỉ huy sai người đến xin hàng và đừng giết dân vua phẫn nộ vì đã phải giao chiến lâu ngày phải hao binh tổn tướng bắt phải nộp chìa khóa các cửa thành và cùng với sáu người cấp chỉ huy sáu người tình nguyện hy sinh để cứu cả dân họ phục lợi trước hoàng hậu thảm thiết van xin thưa bà bà có quyền thế trước mặt hoàng đế xin bà cứu chúng tôi khỏi chết hoàng hậu động lòng thương tâu vua rằng thưa hoàng đế sáu người này đáng phải xử chết nhưng xin hoàng đế vì tôi mà tha cho họ nghe lời hoàng hậu nói vua nguôi giận trả lời được mẹ đã xin thì con tha cho chúng hoàng hậu đây là hình bóng chỉ đức mẹ khi phạm tội đáng chúa xử án chết đời đời nhưng nhờ đức mẹ bầu cử chúa đã tha cho ta ôi đức mẹ quyền thế và thương yêu ta dường nào ta hãy tin tưởng ở người